âm thanh sống động, hình ảnh nhiều màu sắc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của kênh thể thao VTC3. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi cuộc đọ sức rất nổi tiếng. Lại một lần nữa xin chào các bạn, chúng tôi rất vui mừng được gặp lại các bạn. Cảm ơn anh, và đây là một trận đấu mà tôi đã mong chờ từ rất lâu rồi. Trận đấu giao hữu. Hy vọng các cầu thủ bóng đá của chúng ta sẽ mang lại một niềm vui nữa trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Chúng ta hãy chờ đợi là ông huấn luyện viên nào sẽ ra tay trước. Và có thể là trận đấu này sẽ được quyết định ở hai biên chăng. Rất có thể là như vậy. Một pha treo bóng vào trong. Babo! Không được. Dani Alves. Di chuyển ra biên. Một pha xử lý rất thoải mái. Fabregas. Chuyển bóng rất tốt. Rosca. Nemesa Matic. Zono Bimiken. Họ phối hợp rất ăn ý, bạn có thể thấy được điều đó. Pha ghi bàn rất bất ngờ. Tỷ số là 1-0. Một bàn thắng sẽ giải tỏa áp lực, một bàn thắng để khai thông thế bế tắc, và một bàn thắng để hướng đến một cơn mưa bàn thắng cũng rất có thể. Tỷ số được mở từ rất sớm. Một cú cứa lòng chân phải tuyệt vời. Tỷ số của trận đấu đang là 1-0. Adam Turan. Vermaelen. Adam Turan. Xoay trở rất khéo. Adam Turan. Pha đi bóng rất quyết tâm. Azpilicueta. Nemesa Matic. Eden Hazard. Pato. Oscar. Một pha treo bóng vào trong. Zono Bimiken. Babo! Không được. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Adam Turan. Để mất bóng rất nguy hiểm. Babo! Ivanovic. Terry. Gary Cahill. Zono Bimiken. Nemesa Matic. Rất bình tĩnh. Babo! Không được. Rất nguy hiểm. Luis Suarez. Fabregas. Pha đột phá rất nhanh. Gerard Piqué. Adam Turan. Pha bóng rất mạnh mẽ. Dứt điểm đi. Rất bình tĩnh. Tình huống sóng gió đã trôi qua. Đi bóng tốc độ. Một cái. Dứt điểm. Cơ hội đã trôi qua rất đáng tiếc. Terry. Zono Bimiken. Eden Hazard. Rất nguy hiểm. Pha bóng rất dứt khoát. Thêm Tiến Dũng, anh đánh giá gì về vai trò của Neymar trong cách tấn công? Neymar là một tiền đạo có thể nói là đa năng vào thời điểm hiện tại. Đây là mẫu tiền đạo có thể chơi cắm, có thể chơi giặt ở cả hai cánh và đều nguy hiểm khi được bố trí ở bất kỳ vị trí nào theo ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên. Đúng là Neymar là một cầu thủ rất đa năng.
chưa thay đổi người đầu tiên trong trận đấu. Huấn luyện viên này quyết định đưa ra một sự thay đổi người rất khéo léo. Eden Hazard, Pato. Một tình huống đó. Đất Việt đã được nâng lên và tỷ số bây giờ là 2-0. Oscar. Và đó là một đường chuyền hỏng. Oscar. Pha đoạt bóng rất hay. Pha đột phá rất nhanh. Một tình huống đòi hỏi tốc độ. Chờ đợi sự khác biệt. Vẫn còn. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Một pha bóng thực sự nguy hiểm. William Ivanovic. Vẫn còn. Vermaelen. Hoặc điểm 3. Để mất bóng rất nguy hiểm. Một pha lên bóng như vũ bão. Sẽ có 1 phút bù giờ. Abdurran. Pha phản công rất lợi hại. Chuyền vào. Neymar. Fabregas. Và cùng lúc này thì hiệp 1 đã khép lại. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà sẽ bảo vệ khung thành bên phía phải màn hình của bạn. Có thể nói rằng hiệp 1 của trận đấu này là một hiệp đấu đủ để cho chúng ta thấy được tương đối đầy đủ về năng lực cũng như bản lĩnh của hai đội vào thời điểm này. Và họ có những cá nhân đủ để giải quyết các tình huống ở phía trên. Đó là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Một cầu thủ đá mắc lỗi vị trí. Iniesta. Đây là Neymar. Và xử lý rất kỹ thuật. Quả tạt. Dứt điểm. Không được. John Terry. Abdurran. Cần có thêm những tình huống di chuyển không bóng và những khoảng trống để các tiền vệ hay nói khác là những người hỗ trợ thực hiện những đường truyền thật nhanh. Khá nguy hiểm. Vâng, như vậy là anh đã hóa giải được tình huống nguy hiểm. Xoay trở rất khéo. Pha chuyền bóng hơi ẩu. Vẫn còn. Iniesta. Pha bóng rất nguy hiểm. Dứt điểm. Pato. Trong bóng đá không có trường phái nào là tối ưu và không thể thống trị mãi mãi. Các trường phái bóng đá cũng giống như mốt thời trang. Thế trận đang diễn ra một chiều. Một cú cứa lòng chân phải tuyệt vời. Tỷ số của trận đấu đang là 3-0. Để mất bóng rất nguy hiểm. Điểm 3. Abdurran. Vẫn là những pha dạt ra biên. Cần phải
có thêm những pha bóng táo bạo. Tình huống pha bóng an toàn. Điều chuyền không chuẩn xác. Khi có khoảng trống thì tốc độ của anh là một tốc độ kinh hoàng. Không nhiều cầu thủ có thể theo kịp trong những tình huống đua tốc độ như thế này. Adriano. Và chuyển vào khá nguy hiểm. Không thành công. Pedri. Rất bình tĩnh. Chống trái. Trọng tài đã thổi phạt. Vâng, sẽ có thẻ phạt được rút ra. Anh ta bị một chiếc thẻ vàng cảnh cáo vì pha vào bóng vừa rồi. Đây sẽ là tình huống rất nguy hiểm và là một cơ hội rất quý khi mà họ không có một thế trận tốt. Pha phạm lỗi rất nguy hiểm. Vừa có một pha vào bóng nguy hiểm, trọng tài không ngần ngại rút ra chiếc thẻ vàng thứ hai cho cầu thủ này. Bây giờ là một cầu thủ đá mắc lỗi vị trí. Một pha bóng thực sự nguy hiểm. Fabregas. Eden Hazard. Oscar. Pato. Cứ để đi kìa. Như vậy là người đã giúp lên. Không có nhiều cơ hội cho thủ môn trong tình huống vừa rồi. Đó là một pha dứt điểm quá hoàn hảo. Có thể nói pha ghi bàn vừa rồi khiến cho không khí ở một số khu vực khán đài trở nên sôi sục. Bàn thắng này được thực hiện ở phút thứ 74. Andres Iniesta. Arda Turan. Arda Turan. Pha bóng rất mạnh mẽ. Pha bóng rất nguy hiểm. Dứt điểm. Rất kỹ thuật. Wow. Pha ghi bàn đẳng cấp. Oscar. Pato. Giờ này. Kịch tính bây giờ lại được đẩy lên cao hơn. Bàn thắng tuyệt vời. Hồng Kông đang thi đấu rất tốt. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Iniesta. Arda Turan. Rất bình tĩnh. Đang có một pha vào bóng nguy hiểm. Ông trọng tài đã đọc tình huống. Trọng tài đã định cho họ hưởng các lợi thế, nhưng sau đó ông ta đã ra hiệu lệnh cho tạm dừng trận đấu. Và chúng ta đang đi đến những quyết định cuối cùng, đó là chiếc thẻ vàng. Át hẳn là cầu thủ này đang nghĩ đến một chiếc thẻ đỏ cơ. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng thật may mắn cho anh ta đó chỉ là thẻ vàng. Chuẩn bị có sự thay đổi người. Đây là thời điểm mà lại cần phải chơi trong thế được ăn cả ngã về không. Và đó là một đường chuyền hỏng. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Fabregas. Một cái. Wow. Không khí trên các khán đài đang rất nóng nhiệt. Bàn thắng ở những phút cuối cùng. Andres Iniesta. Arda Turan. Arda Turan. Rõ ràng là không có lỗi ở pha va chạm vừa rồi. Trọng tài đã thổi phạt.
Và như vậy là trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu.